Rồi, hello chào các bạn ạ. Ngày hôm nay lại thêm những cái điều không được vui các bạn ạ. Ngày hôm qua thì có một cái ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng. Ngày hôm nay thì thêm 2 ca nữa các bạn. Như vậy là tổng cộng tới giờ phút này là chúng ta có 4 ca rồi các bạn ạ. Và đặc biệt là ca này nó ở Quảng Ngãi các bạn này. Bản tin 18 giờ ngày 26 tháng 7 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc cao Covid-19 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Như vậy là Việt Nam đã có 420 ca. Bệnh nhân 419 là một bệnh nhân nam 17 tuổi ở phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Ngày 14 tháng 7 2020, bệnh nhân đến bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng để chăm sóc anh đang điều trị. Đến ngày 17 tháng 7 về Quảng Ngãi bằng xe khách, trên xe có một số người từ bệnh viện C Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Như vậy thì ở đây mình cũng thấy cũng tương đối là bức tranh nó sáng rồi các bạn. Như vậy là cái bệnh viện C nên là có khả năng là cái ổ dịch chỗ này các bạn này. Ngày 20 tháng 7, bệnh nhân từ Quảng Ngãi đến bệnh viện chỉnh hình phục hồi chức năng và có biểu hiện sốt. Như vậy là trong vòng 3 ngày mà đã có biểu hiện rồi các bạn ạ. Ngày 22 tháng 7 là bệnh nhân đi tàu từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi có biểu hiện sốt, ho nhẹ, hơi khó thở, đến khám tại bệnh viện đa khoa thành phố Quảng Ngãi. Và ngày 24 tháng 7, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả ngày 26 tháng 7, bệnh nhân dương tính với Covid-19. Như vậy là ngày 26 là ngày hôm nay là kết quả rồi các bạn ạ. Như vậy là các bạn bây giờ thấy là tình hình đã rất là nguy cấp rồi các bạn ạ. Như vậy là có khả năng là em trai này á, là nhiễm từ những cái người bệnh đi từ bệnh viện này các bạn này. Hiện bây giờ những người này là ai? Là phải xem xét lại này, là một cái. Ngày 20 á, là em trai là quay trở lại là bệnh viện phục hồi chức năng. Như vậy là có khả năng vào bệnh viện, nên là có khả năng nguy cơ là lai trong một nhóm người nào các bạn này. Rồi tiếp đó là ngày 22 á, là đi tàu từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Như vậy là trên tàu này chắc chắn là sẽ ngồi chung với một đối tượng ở đây. Không ai nói trước được các bạn ạ. Ví dụ như ngồi mà trùng với người Quảng Ngãi quanh quanh thì khoanh Quảng Ngãi được chứ. Chơi mà có người này mà đi xa nữa là lúc đó là cái con virus này nó còn đi đi khắp nơi chứ còn không không thể là Quảng Ngãi được các bạn này. Như vậy là tình hình của bệnh nhân năm 17 này là có nguy cơ là lây ra nhiễm cộng đồng với một số lượng rất là nhanh chóng chứ không hề đơn giản nữa các bạn ạ. Như bạn biết là cái tuổi năm nhi là 17, bẻ gãy sừng trao, sức khỏe tốt, còn con virus những giặc cùng chết, hỏi như những người già già này. Rồi bệnh nhân số 20 là nữ 71 tuổi ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 12 là có biểu hiện sốt, đau ngực. Ngày 12, bây nay là ngày 14. Sao lẫn trùng trùng gần gần nhau ghế bạn ơi. Đến ngày 22 á thì nhập viện bệnh viện C Đà Nẵng. Như vậy những người này là có khả năng là mắc nguồn bệnh ở đâu nữa các bạn này, chứ không hẳn là bệnh viện C đâu các bạn ạ. Và ngày 25 lấy mẫu gửi xét nghiệm thì ngày 26 công bố là dương tính. Như vậy là con đường đi của F0 như thế nào thì hiện bây giờ là chưa có ra các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là chắc quanh quanh cũng dính với ông Trung Quốc này chứ không đi đào trật ra. Việt Nam mình bây giờ phải khẳng định mình là mình không có võ đoán các bạn, nhưng mà mình nghĩ rằng bắt lai từ đường dây người Trung Quốc là có khả năng cao lắm các bạn. Chứ các bạn nghĩ sao, gần 100 ngày Việt Nam có gì đâu, đang sống yên ổn chứ không gặp có vấn đề gì xảy ra ra á. Mà mình nghĩ ông Trung Quốc này quá đi, ngày hôm nay có tin nóng luôn các bạn này, bắt được người cầm đầu đường dây nhập cảnh đó phải các bạn này. Chiều ngày 26 tháng 7, nguồn tin riêng của báo này xác nhận người cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã xa lưới lực lượng công an.
Người này được di lý về công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra. Trước đó ngày 1 tháng 7, công an tiến hành kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra, công an phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Như vậy là ngày 1 tháng 7 là đã phát hiện ông rồi các bạn này. Coi chừng anh công an này cũng dính, nhưng mà giỡn nè. Ngày 34 tháng 7 này chủ quan của Trần cũng cháy. Ngày 16 công an là tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn này các bạn này, Oxy số 5557 phường An Hải Bắc này, phát hiện thêm 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sau đó công an bắt 3 người liên quan đường dây người nước ngoài, trong đó có 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc. Ngày 21 tháng 7 là công an đã khởi tố, nên là thay một cái báo đang này các bạn này. Chiều ngày 27 tháng 6, Thanh Nô là nãy cho biết là tối ngày 25 tháng 7 đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ một đối tượng là Gao Linh Du, sinh năm 78, tại khách sạn trên địa bàn. Đó, các bạn thấy không? Đó, tay này có mạng dễ thương chưa? Đó, nông na là như thế các bạn này. Như vậy là cái nguồn lai mình nghĩ ông Trung Quốc là nguy cơ cao nhất thôi, chứ còn mình không có nguồn nào nữa. Chứ còn những cái người mà đi ở nước ngoài về, hay là những bà con Việt kiều này, hay là những chuyên gia nước ngoài khi mà nhập cảnh vào Việt Nam là đã cách ly ngay từ đầu rồi. Bây giờ những anh đi chui đi lùng đi láng đi thì nguy cơ những anh đi là cao nhất thôi, chứ còn không đi đào trắng ra. Đó, một lần nữa là Thái có điều gì xảy ra các bạn biết không? Thứ nhất là người Việt Nam mình nó quá tham lam các bạn ạ. Mình nghĩ rằng đi chùng đi láng đi thì chỉ có tiền trở lên thôi, cũng hôm tiền quá mà mới tổ chức mà đưa những người nhập cảnh vào Việt Nam mình thôi, chứ còn không còn đường nào ra. Bây giờ tham lam thì để lại những cái hậu quả cho đất nước là như thế này đây. Sắp tới mình nghĩ là sẽ còn rất là nhiều ca nữa chứ không còn dừng lại 4 ca đâu các bạn ạ. Mình nghĩ là hiện bây giờ có một số ca hiện bây giờ người ta chưa có công bố đâu, khi nào có kết quả chính xác họ sẽ công bố. Đó, sống gần Trung Quốc là sống rứa đó các bạn này, hại mình đủ thứ đợi ra biết bao nhiêu thứ rồi. Bữa nay là thêm đây mới con Covid này ra mà trai khắp thế giới. Bây giờ là Việt Nam đang yên ổn cũng nạnh dòng phát nữa, ưng cho Việt Nam mình lụng bại luôn hay sao chứ. Một lần nữa là đặt ra vấn đề là cái việc mà kiểm soát của mình nó thực sự có một cái lỗ hổng nào đó các bạn. Chứ còn để cho nó vào mà nó đi từ Hồ Bắc mà vào tới trong Nam thì đúng là có một cái điều gì đó chúng ta có một cái lỗ hổng nào đó. Chứ mình nghĩ rằng chúng ta sắp tới phải có những giải pháp để siết chặt là đội hình. Mình nghĩ rằng mà ngay từ những cái người mà cho phòng thuê trọ này các bạn này, phải có những cái quy định riêng bắt buộc họ. Ví dụ như là những đối với những người Trung Quốc hay là người Tây Tây không biết, khi mà anh vào mà anh nhập cảnh với tôi ấy, hoặc là anh thuê phòng trọ là bắt buộc là đưa bắp bo đây. Mình nghĩ là những người đi lạo là không bao giờ có bắp bo đâu các bạn ạ. Như vậy là những người này mà họ không trình được bắp bo thì xem như là họ là người lạo, thì mình điện công an tới hốt xác thôi. Không biết là còn có cách nào quản lý hay hơn, nhưng mà theo mình suy đoán đó cũng là một cách. Nên người Việt Nam mình cũng lỏng lẻo. Nay đây cũng là một bài học, cũng trả một cái giá khá là đắt các bạn này. Nên sắp tới là chắc cũng phải mạnh mẽ quyết đoán hơn nữa với những cái tay Trung Quốc này, chứ còn không vừa vặn đâu các bạn này. Phá đất nước mình nhiều rồi, nhiều lắm rồi đó. Bây giờ là hắn không để cho mình yên đâu. Cộng với người Việt Nam mình tham lam vì cái đồng tiền nữa, chỉ biết đến cái việc cá nhân của mình thôi. Những người này sắp tới mình nghĩ truy tố phạt thiệt nặng, đưa vào khung hình cao nhất. Không biết là những điều đó là có khả năng là gây hậu quả cho đất nước rất lớn chứ. Sao mà không biết được các bạn, quá biết đi chứ. Nhưng mà cố tình lầm lì như vậy thì không không còn cách nào mà để gọi là để gọi là xử nhẹ được đó. Vì vậy đề nghị tất cả mọi người hãy hết sức bình tĩnh.
đặc biệt là chúng ta phải đeo khẩu trang, sát khuẩn. Nếu chúng ta đi từ vùng dịch thì phải về khai báo, có những triệu chứng gì là phải lập tức đi đến bệnh viện, không được để lây ra cộng đồng, làm cho chúng ta thêm khó khăn và vất vả. Rồi, ngày hôm nay mình có một vài thông tin về cái dịch COVID mới nhất. Rồi, bye bye, chào các bạn ạ.